Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của GT Cảnh Cơ Đốc nhá. Hiện nay anh em rảnh rỗi ngày nghỉ nhá, thì mình nay đi Costco của Mỹ đây anh em này, siêu thị kia. Đấy, nay ở trong này thì rất nhiều loại đồ từ hoa quả, thực phẩm rồi những đồ chơi. Rồi nói chung là rất nhiều. Thì hôm nay mình sẽ cho anh em vào trong siêu thị Costco ở trong mình có cái gì anh em nhá. Cao tốc này anh em. Siêu thị khá là lớn. Nhiều tivi thế nhỉ. Chào mọi người nha, mình đang có siêu thị Costco của Mỹ là to nhất ở khu vực mình đang ở. Rất nhiều tivi anh em ơi. Rồi quả sáp này thật là xinh xò anh em. Ủa, ắt xe rồi, ắt xe rồi nè. Không sao đâu. Mọi người ngồi đây đi. Ngồi đây nhé. Ngồi đây. Chào mọi người nhá. Hôm nay mấy anh em đang đi siêu thị Costco đây anh em. Này, rất nhiều camera luôn. Đấy, siêu thị này bán đủ các loại từ máy tính, điện thoại rồi đồ ăn, hoa quả, đấy, các kiểu luôn anh em. Đấy. Đây nhà này có ba anh em đi đây anh em. Đây, điện thoại đồ kim cương các kiểu đây anh em. Rất nhiều các loại nhẫn nha, rất là đông luôn anh, nhiều đông quá trời luôn. Trời ơi, cái bình thường á, đây các loại lồi áp suất này anh em. Rồi đi sóng ở siêu thị. Rất nhiều anh em nhìn siêu thị Mỹ cực kỳ lớn. Các loại đồ áp suất đây anh em. Đồ áp suất mà anh em còn ai cần mua thì inbox mình sẽ mua hộ cho nhá. Này nồi áp suất rồi nồi nói chung là nấu cơm, nấu nước rồi trưng rán đều có. Đây, chiên không dầu mà. Anh em cần nồi chiên thì inbox luôn nhá. Máy xay sinh tố này, các kiểu rất nhiều loại. Đây, này, ui, xoài mango khá là nhiều đây anh em. Đây. Xoài này rất là rẻ đây anh em nhé. Đây, giá này cũng khá là rẻ này. Đây, cái này nho xanh này anh em. Nho xanh thì tầm khoảng cũng 280.000 nhé anh em nhé. Đây. 280.000 này. 280.000 một cái hộp này anh em này. Này cái hộp này chắc tầm khoảng 1-2 ký, 2 ký này anh em, khá là lạnh này. Nho này khá là ngọt anh em. Ui, này rất nhiều loại hoa quả. Chung là siêu thị Mỹ này cũng rất là đa dạng anh em này. Này. Nhiều những cái túi chanh này anh em này. Đây, quả chanh này. Chanh thì tầm khoảng hơn 200.000 một túi này nhé. Một túi chắc được khoảng chục quả gì đấy anh em. Rất là nhiều. Wow. Cũng nhiều đấy nhỉ. Cái châu bi mà nhiều màu đây.
cà chua uy cắt kìa, khổng lồ chưa, ngon lắm. Nói chung là chung đây anh em ngắm nhìn chỗ này là thế giới rượu luôn anh em này. Này, các loại rượu vang, rượu nho này, các kiểu luôn anh em. Đấy, rất là đa dạng về loại rượu này anh em. Giá tầm khoảng 800.000 một chai, 750ml này anh em. Đây anh em nhìn một chai rượu. Ủa, chai khá là lặng. Này, rất nhiều nữa. Khá nhiều các loại rượu này. Đây, mình quay này anh em. Trời ơi, rượu nhiều quá trời luôn anh em. Này, các loại rượu Tây các kiểu. Chandon này tầm khoảng 900.000 một chai này anh em. Ngoài 1 triệu đây anh em. Này, anh em nào uống thì inbox nha, anh em nào dân nghiện rượu thì cứ inbox cho mình nhá. Hôm nay chán đồ câu anh em chuyển sang là bán rượu nơi anh em. Rất nhiều luôn anh em. Trời ơi, rượu là rượu mà quá là nhiều rượu. Rất nhiều anh em. Trời ơi, rượu nhiều. Đúng là thị trường Mỹ có khác anh em. Nhiều rượu quá. Đây có cả các cái ghế tập đấy anh em. Để ghế tập vừa rồi vừa cắt thúc. Các cái bộ lưng tạ anh em ấy. Này, khá là nhiều này. Này, anh em thích đấm bốc thì anh em làm quả này về đấm cho nó rực rỡ. Trời, nhiều quá trời. Hey, anh em nào thích các cái đồ lạnh anh em nhá. Này, xem những cái này, củ cải này rất là nhiều luôn. Giá củ cải nó bao nhiêu? Không có giá nhưng mà nghĩ chắc là rất là rẻ luôn. Anh em nhìn củ cải rất là bự luôn. Này, các loại lấm này anh em này, khá là rẻ. Nói chung là từ khoảng mấy chục nghìn anh em, rẻ lắm. Rất nhiều loại lấm này. Lấm này. Này, gần nhiều lấm rơm này anh em này. Giống như ở Việt Nam mà nấm rơm này anh em. Giá tầm khoảng 60.000 nhé. Đây, các loại lấm này thì khoảng hơn 100.000 một cái hộp này anh em này. Này. Khá là ngon. Ủa, đa dạng loại lấm này. Này. Đấy. Nhiều lấm quá anh em. Đúng là siêu thị Mỹ anh em, nhiều quá. Cà rốt rồi quả củ cải này nha. Đây củ cải đỏ này. Cải đỏ này khoảng 100.000 một túi này nhé. Nhưng mà cái này là khá nhiều dưỡng chất này, củ cải đỏ này nhé. Đây là củ Việt Nam gần như gọi là củ mài này nha. Giá tầm khoảng 80.000 được 3 cái cục này, khoảng hơn 1 kg này nha. Gừng thì là hơn 100.000 một hộp anh em nhé. Này hơn 100.000 một hộp rồi. Hành tôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với đây. Đây, đây các loại mầm gì mình cũng chẳng biết luôn. Nhiều quá. Cái ớt này anh em này. Má quả ớt siêu. Còn là siêu to khổng lồ luôn. Anh em nhìn quả ớt này. Bự chà bá. Tầm hơn 200.000 một túi này. Các loại đậu. Đậu tầm 100.000 được 3 túi này nhé. 3 túi nhỏ nhỏ này. Quá là ra đỗ các kiểu. Đỗ thì là cũng khoảng hơn 100.000 một đấy. Đỗ này xào thịt rất là ngon anh em nhé. Chung đa dạng này, xưa này tầm khoảng 60.000 được một túi này. Một túi được 4 quả anh em nhé. Dưa rồi bí rồi súp nơ. Gọi là cũng không thiếu một cái gì luôn. Rất là nhiều luôn. Mơ này. À hồng. Hồng người ta ấy khô đây anh em này. Cực kỳ ngọt này. Vậy để
được. Bật được long ăn luôn, bật luôn rồi. Đúng rồi, tiết kiệm. Đây anh em bánh mì này, khoảng hơn 200 nghìn này. Được một bịch rất là nhiều bánh. Trời ơi, chỗ này làm bánh mì quá trời luôn. Chỗ này gọi là thế giới bánh luôn anh em. Rất là nhiều loại bánh luôn anh em. Anh nhìn bánh sô cô la này cực kỳ là ngọt nhá. Nha. Cái loại bánh kiểu sừng bò, sừng trâu ấy. Rất là nhiều bánh. Trời ơi. Thế giới bánh luôn anh em. Quá trời bánh, đúng là siêu thị Mỹ anh em, cái gì cũng to. Ôi anh em nhìn những cái miếng thịt bò này anh em. Trời ơi. Nó khoảng hơn 1 triệu một hộp này anh em nhé. Hơn 1 triệu một hộp này. Anh em nhìn miếng thịt bắp bò các kiểu rất là ngon rồi anh em. Ngon quá trời luôn. Đây này, trong này họ đang chế biến ở trong này anh em nhé. Quá trời bò này. Trời, anh em nhìn miếng này mà về thì nê rồi các kiểu tảng tảng này rất là ngon. Tầm 800 nghìn một lần, quá rẻ. Cái này là 2. Cái này là tầm 2 bao nhiêu? Hơn 2 kg một chút này. Rất ngon này. Các loại sườn này nhá. Này về rán quá là ngon. Anh em nhìn những cái tảng thịt này anh em này. Tầm hơn 4 triệu một cái tảng này chắc. Chả biết đấy đến là hơn chục ký này nhá. Quá trời thịt. Nhìn thấy cái tảng sườn này anh em này. Trời ơi, gọi là siêu to khổng lồ luôn. Nó nặng chắc phải tầm hơn chục ký luôn. Bao nhiêu ký đây? À đây, 5 ký 8 này anh em. 5 ký 8 cảm giác nặng thế nhỉ anh em nhỉ. 5 ký 8 tầm khoảng 1 triệu mấy đây anh em. Quá rẻ luôn. Anh em nhìn miếng là này, ba chỉ này anh em. Quá khổng lồ luôn. Ba chỉ này bao nhiêu? 4 cân 8 gần 5 cân này. Tầm 800 nghìn anh em nhé. Đông trời anh. Trời ơi, các loại sushi ha. Ui anh em nhìn này, hải sản này. Trời, nhiều quá trời này. Mực đi anh em. Này mực này. Ui, ốc đây rẻ cho anh em. Có tầm hơn 400 nghìn một túi này anh em. Anh em cần gì phải đi đâu bắt ngao xó ốc đây. Đây là một túi này về xào thì hết ý luôn. Anh em nhìn pizza này anh em. Trời. Anh em nhìn là một cái pizza này, ngon quá trời nữa. Áo hủ pizza gần như là bánh vị. À đây. Pizza thịt tươi này mình chưa nhìn cái kiểu pizza này bao giờ này. Rất là ngon. Trời, anh em thích ăn sushi này. Anh em muốn ăn sushi làm hẳn miếng cá này về anh em nhé. Làm miếng cá về thái sushi này anh em. Ngon quá trời luôn. Thế giới sushi luôn anh em. Quá ngon luôn. Ở trong này người ta đang chế biến này, người ta làm sushi. Thực phẩm chắc kiểu này anh em. Rất là nhiều luôn nhé. Người ta ướp sẵn cái này. Đây rất nhiều loại cá biển này, anh em. Với cái cá này nhá, anh em về là nướng nên cực kỳ ngon luôn anh em.
em thích uống Red Bull thì có luôn nhé anh em ơi. Rất nhiều Red Bull đấy, anh em thích tăng lực mà đấy, cần nâng cao sức khỏe thì anh em cũng làm tí Red Bull này anh em nhé. Mình bán đây chẳng thấy thiếu một gì anh em ơi, bán cả xe đạp luôn này nhé. Xe đạp rất là chất chơi luôn, chung gọi là không thiếu một cái gì thôi. Này các loại trà này, cũng là siêu thị này, rực rỡ quá. Đây còn các mấy cái xe dành cho trẻ em, cả người lớn này cũng khá là nhiều. Này, chỗ này bán nước sóng này anh em. Đây những cái đồ mà để chơi thể thao này. Đây những cái thùng nó khá là lớn này. Wow. Quả thùng này anh em câu cá thì gọi là VIP luôn anh em này. Này. Trời. Những quả thùng hơi VIP luôn. Anh em nhìn những cái ván này, các kiểu cái này để bơi rất là sướng luôn anh em nhé. Sang kia quay với kia nó rõ hơn. Rất nhiều loại lướt ván, lướt sóng nhỏ nhỏ này anh em nhé. Này, lướt này rất là sướng luôn. Nhìn mấy cái thuyền cao su này anh em. Thuyền ở chỗ này, ghế ngồi đây phục vụ cho anh em đi biển nha anh em. Này, mấy cái quả thuyền này quá là chất luôn. Này, giá tính như cũng rẻ anh em. Đấy, to chưa? Anh em nhìn, thuyền này đi được 2 người đây anh em này. Giá tầm khoảng 6 triệu nha anh em. Đây, 2 người mình giá được tầm 6 triệu này. Quả này thì là tầm 10 triệu này anh em. Đây, bơm bằng hơi anh em. Đây, bơm bằng hơi mà cái này là mình bơm là cắm vào ô tô này anh em. Này là một người thôi, một thì giá tầm khoảng hơn 10 triệu này anh em, giá tầm hơn 10 triệu. Khá là chất. Đây, anh em nhìn mấy cái quả này cũng được đấy. Anh em nhìn mấy cái này để dùng cho các cái tàu để kéo này anh em đấy. Đây, được 3 người ngồi sau. Cái này dùng tàu để kéo này. Thì giá của nó tầm khoảng hơn 5 triệu này. Đây, 3 người ngồi. Giống nhiều cái này này anh em, thực tế luôn này. Rất là nhiều loại thuyền anh em thích thì inbox luôn nhé. Anh em nhìn các loại cây phát lộc của Việt Nam này. Người ta đan thành những cái chậu này cũng khá là đẹp này. Phát lọc ở những cái chậu cây này để nhìn rất là tự nhiên luôn. Nhớ. Đây nó bán sẵn những bộ bàn ghế mà để ngoài trời đấy anh em, trong nhà. Giá tầm khoảng hơn 40 triệu này anh em nhỉ. Chất liệu cái này bằng gỗ này anh em nhé. Này, này. Ủa, cái bàn gỗ này quá rực rỡ luôn. Này. Ghế này bằng nhìn bằng cái mây hay bằng cái gì? Khá là chắc chắn. Bàn ghế hơn 40 triệu bộ này các bạn. Rất nhiều nhá. Đây. Anh em nhìn những cái ô này rất là đẹp luôn. Anh em nhìn nó bán cả quả nhà bằng gỗ này anh em. Đây, nó dựng sẵn này. Đây. Nó giá cái này nó tầm khoảng hơn 40 triệu nhá. Quá rẻ luôn. Đây, bộ bàn ghế rất là đẹp luôn. Nguyên bộ bàn ghế này hơn 20 triệu, cái nèo này hơn 40 triệu nữa. Đấy, còn khá nhiều loại cây đây.
Đá rất là đẹp luôn. Đây là bắt đầu chỗ ra tính tiền này anh em này. Tính tiền của các cái cửa này anh em, rất là nhiều cửa đây. Tính nói chung là từ bàn đầu này, ra điểm cuối này. Đây, ta làm một cái góc trơn này rất là tiện luôn anh em. Rất nhiều quà. Bên này, phía bên này là người ta bán bánh nha anh em nhé. Đây đang xếp hàng mua bánh mì rất là nhiều mà.